Xin chào quý vị đang đến với tin sáng 30 giây được phát sóng trên kênh nền tảng của FBNC. Quý vị thân mến, một buổi sáng và một ly cà phê đen hoặc là cà phê sữa thì sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn và một ngày làm việc đầy năng lượng hơn. Sáng ngày hôm nay trên đường đi làm thì tôi cảm thấy tiết trời có một chút xíu se lạnh, chắc có lẽ là đang ảnh hưởng do cơn mưa của tối qua. Không biết là chị Việt Linh mình có cảm giác tiết trời hôm nay như thế nào nhờ? Quả thật thì cái việc mà mưa thì không có ai thích cả, nhưng mà sau cơn mưa thì trời thực sự rất là mát. Và sáng nay thì tôi thực sự thích cái thời tiết này. Nó khiến cho tôi cả có cảm giác là có thật là nhiều cảm xúc. Cái cảm giác giống như là mỗi khi mùa mưa về á thì sẽ gợi cho chúng ta rất nhiều những suy nghĩ và những kỷ niệm, đúng không mọi người? Và phóng viên của chúng ta ngày hôm nay, phóng viên cập nhật thời tiết Tường Vi. Tường Vi ơi, không biết là ngày hôm nay á trời có còn mưa nữa hay không? Và thời tiết ngày hôm nay thì có gì đặc biệt? Xin chào anh Hoàng Đăng và xin chào chị Việt Linh. Thì Tường Vi đang xem những cái thông tin thời tiết trên trang web của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Và theo như Tường Vi ghi nhận được thì thời tiết trên cả nước ta nhìn chung thì không có gì thay đổi. Nhìn cái hình thái thời tiết nó vẫn là ban ngày thì trời có nắng, còn về đêm và chiều thì có thể sẽ xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Thì cái tình trạng như thế này thì quý vị cũng đã làm quen trong những ngày qua rồi. Chi tiết như thế nào, tỉnh thành nào có mưa, có nắng như thế nào thì Tường Vi sẽ cập nhật vào cuối bản tin. Tuy nhiên thì có một thông tin mà Tường Vi muốn đặc biệt lưu ý đến quý vị, đó là tình trạng hạn mặn xảy ra ở miền Tây. Như một số phóng sự mà FBNC đã từng làm, đó là tình trạng hạn hán rất là khốc liệt ở miền Trung. Và bây giờ thì cái tình trạng này nó đã xảy ra ở dưới miền Tây. Tuy nhiên thì không phải là do trời nắng mà là do tình trạng hạn mặn bị xâm nhập mặn. Thì cái tình trạng này nó đã gây ra rất là nhiều những cái ảnh hưởng cho bà con, gây ra tình trạng là những cái cánh đồng bị khô, bị nứt, rồi bà con không có nước để sinh hoạt. Thì chi tiết như thế nào thì Tường Vi sẽ cập nhật cho quý vị vào cuối bản tin này. Quý vị hãy cùng đồng hành với chúng tôi và giữ tín hiệu đến cuối chương trình nhé. Chắc chắn là những thông tin thời tiết đáng lưu ý sẽ được phóng viên Tường Vi cập nhật nhanh nhất đến cho tất cả quý vị. Hãy giữ tín hiệu và giữ nhịp cùng với tin sáng 30 giây để đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hoàng Đăng cũng như là Việt Linh sẽ tiến vào phiên trường để gửi đến quý vị những thông tin hữu ích trong nước và quốc tế. Tin sáng 30 giây hôm nay được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Thật tồi tệ khi bạn là một người châu Á mà bị phân biệt đối xử tại một quốc gia nào đó bởi những người phương Tây. Khi các báo cáo về tình trạng thù hận người Mỹ gốc Á ngày càng nhiều, một trường học dạy tự vệ đã được một người Mỹ gốc Việt mở ra nhằm giúp cộng đồng này bảo vệ bản thân trước nạn phân biệt chủng tộc. Những tưởng hộ chiếu vaccine được xúc tiến một cách cấp tốc ở Thái Lan để cứu cánh cho ngành du lịch. Nhưng không, lúc này đây, tình trạng dịch bệnh ngày càng tồi tệ hơn. Kế hoạch tiếp nhận du khách dừng lại, một số tour ít ỏi đã được đặt để thử nghiệm cũng bị hủy. Thái Lan, một trong các quốc gia thu hút số lượng khách du lịch nhiều nhất châu Á, đang vẫn gồng mình chống chọi với dịch Covid-19. Khô hạn diễn ra khiến cho đời sống của người dân thêm khó khăn. Sắp vào cao điểm mùa hạn, người dân ở vùng U Minh Hạ, Cà Mau đang rất mong mỏi các biện pháp hỗ trợ cấp thiết nhất. Tiêu điểm tin sáng hôm nay: nếu người ta họ đi học, để cho người ta học cái bằng để theo cái chính sách như quy định của nhà nước. Có một lớp học diễn ra giữa hai chuyến biển và phần lớn diễn ra trên tàu cá và ngay tại cảng cá. Điều gì tạo nên sự đặc biệt cho lớp học này? Hãy cùng theo dõi ở chuyên mục Lan tỏa trong tin sáng 30 giây hôm nay. Nằm trong hệ rừng U Minh rộng lớn, rừng tràm U Minh Hạ nằm xuôi theo dòng sông Chèm Chèm, Cái Tàu và sông Đốc tại tỉnh Cà Mau, tuyến giáp với rừng U Minh Thượng nằm tại tỉnh Kiên Giang. Rừng có tổng diện tích lên tới 35.000 ha. Rừng U Minh có hơn 8.000 ha được công nhận là vườn quốc gia U Minh Hạ, là khu dự trữ sinh quyển lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và miền đất mũi Cà Mau mênh mang sóng nước nói riêng. Vườn quốc gia U Minh Hạ được chia thành 4 phân khu bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm, khu phục hồi và sử dụng bền vững hệ sinh thái ngập nước, khu hành chính và vùng đệm. Rừng U Minh Hạ là nơi sinh sống của 176 loài thực vật cùng 23 loài thú, 41 loài chim, 36 loài bò sát, 11 loài lưỡng cư, 37 loài cá và nhiều loài quý hiếm khác. Hệ sinh thái rừng tràm U Minh là điểm đến hấp dẫn đối với du khách, có 6 tháng ngập nước và 6 tháng khô hạn. Rừng U Minh Hạ không chỉ hoang sơ bởi cỏ cây sông nước chằng chịt mà còn bởi những truyền thuyết về cuộc đời Bác Ba Phi gắn với những con vật tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng như loài trăn khổng lồ, cá sấu khổng lồ. Nếu có dịp ghé thăm rừng U Minh Hạ gần U Minh Thượng, chúng ta sẽ được trải nghiệm trên thuyền vỏ lãi, lênh đênh qua các con sông, con rạch. Khi đó, chúng ta có thể ngắm nhìn một khoảng trời Cà Mau lấp lánh ẩn hiện giữa tán rừng bạc ngàn, hay len giữa thảm bèo, giữa lau sậy trắng phau,
đưa tay vớt nước đùa nghịch, hay về đêm chỉ đơn giản là ngả lưng trên chiếc võng đung đưa ngắm trời trăng, tận hưởng làn gió đồng nội trong trẻo miên man trong dòng cảm xúc về đất rừng phương Nam bạt ngàn. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với Tin Sáng 30 giây cùng với Việt Linh và Hoàng Đăng ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ phần góc nhìn trên cao thì chúng tôi đã gửi đến quý vị những hình ảnh tuyệt đẹp của khu vực rừng U Minh. Đây là một hệ sinh thái mang những nét độc đáo của vùng đất ngập nước trên lớp than bùn. Quý vị tưởng tượng nếu mà chúng ta được ngồi trên chiếc thuyền máy và chúng ta đi dọc theo cánh rừng U Minh này thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cảm giác rất là tuyệt vời. Một cảm giác mát mẻ từ những tán rừng U Minh mang lại, kèm với đó là một cảm giác hồi hộp bởi những khung cảnh của rừng U Minh liên tục lướt qua trong mắt của chúng ta. Và chắc hẳn đây là một địa điểm thích hợp cho những ai thích đi phượt hay là thích du lịch khám phá. Và chính vì thế cho nên là sắp tới vào ngày 29 tháng 4 cho đến là ngày 1 tháng 5 thì sẽ diễn ra chương trình Hương rừng U Minh diễn ra tại trung tâm của huyện U Minh, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ và các xã trên địa bàn huyện này. Và chương trình này sẽ là một chương trình mà có rất nhiều hoạt động phong phú, trong đó có liên hoan ẩm thực về các món ăn về mắm nè, và một đặc sản nữa đó chính là mật ong, một đặc sản của miền Tây và đã lọt top 100 đặc sản quà tặng tại Việt Nam. Thật là thú vị khi mà lễ hội này diễn ra vào đúng dịp lễ lớn của đất nước ta, 30 tháng 4, 1 tháng 5 thưa quý vị. Và một điều trùng hợp nữa là chúng ta có ngày nghỉ khá là dài. Nếu quý vị chưa biết đi đâu, chưa biết làm gì thì quý vị có thể đến tham gia lễ hội Hương rừng U Minh để có thể cảm nhận được những điều đặc biệt tại khu vực Cà Mau này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên qua chuyên mục 30 giây quốc tế. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thế giới ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tình hình chính trị hỗn loạn tại Myanmar. Đây vẫn tiếp tục là chủ đề được cả thế giới quan tâm, và mới đây quân đội Myanmar đã nã súng vào những nhân viên y tế đang biểu tình ở thành phố Mandalay. Và vụ việc này đã gây ra thương vong cho các nhân viên y tế và cũng cho thấy một sự thật, đó chính là quân đội Myanmar vẫn chưa hề có dấu hiệu nhượng bộ. Những người biểu tình đã tập trung ở thành phố lớn thứ hai đất nước này từ rất sớm, nhưng đã bị trấn áp dã man ngay sau đó. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về thương vong hoặc số người bị bắt. Khi được yêu cầu trả lời về vấn đề này, quân đội Myanmar đã giữ im lặng, chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng các cuộc biểu tình đang giảm dần. Thưa quý vị, tình trạng hận thù những người Mỹ gốc Á ngày càng nhiều. Vì thế nên một trường học dạy tự vệ đã được anh Tâm Nguyễn, là một người Mỹ gốc Việt, lập ra để giúp cho họ có thể tự bảo vệ bản thân trước nạn phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, anh Tâm Nguyễn, 47 tuổi, là đồng chủ sở hữu của một trường dạy làm đẹp, nên đã quyết định chuyển hướng sang cung cấp các lớp học tự vệ. Cứ khoảng 2 tuần một lần thì lớp học này dạy võ thuật cho khoảng 50 học viên với các kỹ thuật khác nhau để chống lại những kẻ tấn công tiềm năng. Anh Tâm nói rằng cha mẹ anh đã nuôi dạy anh trở thành một người khiêm tốn, tuy nhiên anh cảm thấy bị buộc phải đứng lên và hành động chống lại sự phân biệt chủng tộc và bạo lực chống người châu Á. Anh tin rằng đây là cơ hội để giáo dục và có những cuộc trao đổi thẳng thắn với nhau, và nó không nên bắt đầu từ sự chia rẽ chính trị, chia rẽ tôn giáo hay phân chia xã hội, mà nó phải bắt đầu từ sự tương tác giữa người với người. Tiếp tục với những thông tin liên quan tới dịch Covid, thưa quý vị. Tính đến ngày 14 tháng 4, chỉ trong vòng 24 giờ thì Thái Lan đã ghi nhận thêm 1.335 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số thành 35.910 người. Số ca tử vong cũng tăng thêm 97 ca và con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều này đã khiến cho Thái Lan trở thành điểm nóng nhất ở Đông Nam Á về dịch bệnh Covid-19. Và trước khi bùng phát đợt dịch này thì Thái Lan là điểm sáng về phòng chống Covid-19. Nước này cũng đã bắt đầu kế hoạch mở cửa dần ngành du lịch. Dự kiến đến tháng 7 năm 2021 thì sẽ mở cửa hoàn toàn. Tuy nhiên với tình hình hiện nay thì mọi thứ đều tan vỡ. Kế hoạch tiếp nhận du khách dừng lại, một số tour ít ỏi đã được đặt để thử nghiệm cũng bị hủy. Thái Lan là một trong các quốc gia thu hút số lượng khách du lịch nhiều nhất châu Á. Trước khi Covid-19 xuất hiện, mỗi năm nước này tiếp nhận hàng chục triệu du khách quốc tế, mang về một khoản ngoại tệ khổng lồ. Hiện nay, họ đang rất muốn khôi phục ngành công nghiệp không khói này càng sớm càng tốt, nhất là khi nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng nặng do dịch bệnh từ hơn một năm qua. Thưa quý vị, một báo cáo gần đây cho biết thì tình hình nạn phá rừng tiếp tục đã hoành hành mạnh tại rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, Amazon, đặc biệt là tại khu vực nằm trên lãnh thổ nước Brazil. Cụ thể là trong năm 2020 đã có hơn 11.000 km vuông rừng bị phá, tăng 9,5% so với năm 2019 và cao nhất trong 12 năm trở lại đây, tính từ năm 2008. Được biết, việc rừng bị mất được đẩy nhanh từ khi ông Jair Bolsonaro nhậm chức vào tháng 1, 2019.
vị tân tổng thống này khuyến khích các hoạt động nông nghiệp và khai khoáng trong khu vực đất rừng. Theo các nhà khoa học, rừng Amazon có vai trò quan trọng trong hấp thụ khí carbon và làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Rừng Amazon cũng là quê hương của hơn 3 triệu động thực vật khác nhau, cộng với khoảng 1 triệu thổ dân da đỏ bản địa. Trong số này có nhiều cộng đồng người không hề biết đến sự tồn tại của một thế giới con người đông đúc khác bên ngoài. Thưa quý vị, một tin mới nhất, hãng tin hàng đầu thế giới là Reuters vừa công bố bổ nhiệm bà Alessandra Galloni cho vị trí tổng biên tập tiếp theo. Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm vai trò lãnh đạo cao nhất của hãng thông tấn có phạm vi toàn cầu này trong lịch sử 170 năm hoạt động. Bà Alessandra Galloni, 47 tuổi, là người gốc Ý, sẽ thay thế ông Stephen J. Adler, người sẽ nghỉ hưu vào tháng này sau một thập kỷ điều hành tòa soạn. Dưới sự lãnh đạo của ông Adler, Reuters đã nhận được hàng trăm giải thưởng báo chí, trong đó có 7 giải Pulitzer, danh hiệu cao quý nhất của nghề làm báo. Bà Galloni nói được 4 thứ tiếng và có nhiều kinh nghiệm về tin tức kinh doanh và chính trị tại Reuters. Bà Galloni đảm nhận vị trí lãnh đạo khi hãng tin này đang phải đối mặt với một loạt thách thức, bao gồm những khó khăn chung của ngành truyền thông và tái cơ cấu nội bộ với một đội 2.450 nhà báo trên toàn thế giới. Kể từ năm 2008, Reuters là một phần của Thomson Reuters Corp, một tập đoàn tập trung vào ba lĩnh vực chính là tin tức, phần mềm và dịch vụ cung cấp thông tin chuyên sâu cho các luật sư, tập đoàn cũng như ngành tài chính, thuế và kế toán. Ngoài việc chủ động trữ nước mưa để sử dụng vào mùa khô thì việc đầu tư các hệ thống máy lọc nước công suất lớn là rất cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt nhiều năm qua ở vùng U Minh, tỉnh Cà Mau. Chưa đầy 6 tiếng, hàng chục hecta rừng tràm đã bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng tại Kiên Giang đã tiến hành điều tra để tìm rõ nguyên nhân và truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan. Đồng Tháp xét xử đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Trong cái nóng bỏng rét, những bông kèn hồng bung mình khoe sắc làm cho Sài Gòn dường như trở nên thơ mộng và dịu mát hơn. Hãy giữ nhịp cùng Tinh Sáng 30 giây để cảm nhận được những điều đặc biệt của mùa hoa kèn hồng tháng 4 tại thành phố mang tên Bác. Thời điểm này, những khu rừng tràm vùng đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa lấy mật, hay còn gọi là mùa ăn ong, đặc biệt là ở rừng quốc gia U Minh Hạ. Người dân nơi đây đã hình thành nên một nghề thủ công truyền thống gọi là nghề gác kẹo ong. Nội dung này sẽ có ở phần cuối chương trình qua chuyên mục Chạm tay vào di sản. Hãy đón xem và cảm nhận quý vị nhé! Thưa quý vị, mở đầu phần tin trong nước là phần tiêu điểm. Thưa quý vị, cứ mỗi lúc đến khi mùa khô thì người dân ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau lại đối mặt với sự khó khăn về việc khan hiếm nước sử dụng sinh hoạt. Và tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt đã xảy ra rải rác tại các ấp trên địa bàn của xã Khánh Hòa. Vì thế nhiều nơi thì người dân phải đổi bình nước lọc để sử dụng trong gia đình. Gia đình anh Phạm Nhật Kê ở ấp 5 là một trong hàng trăm hộ dân ở xã Khánh Hòa thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt vào mùa khô. Nguồn nước sinh hoạt trong gia đình phụ thuộc vào nguồn nước giếng khoan sau nhà. Tuy nhiên, nước từ giếng khoan chỉ sử dụng được cho việc tắm giặt. Đây là thực trạng chung của hơn 200 hộ dân ở xã Khánh Hòa. Người dân phải đổi bình nước lọc để nấu ăn qua ngày. Rất là khó khăn bởi vì vấn đề nước ở đây nó nhiễm mặn. Và bà con người ta nước là chỉ sử dụng để tắm giặt với là tưới cây trái với chăn nuôi rồi thôi chứ còn uống không được. Cái yêu cầu của người dân ở đây thì người ta mong muốn sao mà có được sự hỗ trợ của tổ chức xã hội hay là của chính quyền gì đó để hỗ trợ cái phần nước sạch cho người dân xài. Trong cái điều kiện hiện nay thì xã cũng rất là cần các cái đơn vị tổ chức mạnh thường quân cũng đầu tư những cái trạm bơm giống như hiện tại để đảm bảo là phục vụ cái nhu cầu cho bà con nước sạch trong cái thời gian sắp tới. Để giải quyết khó khăn về nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân, thời gian qua, xã Khánh Hòa được hỗ trợ hệ thống lọc nước hiện đại với công suất hơn 200 lít một giờ. Hệ thống lọc nước này đã góp phần cung cấp nước sạch cho khoảng 100 hộ dân trên địa bàn của ấp 2, xã Khánh Hòa và một phần của xã Khánh Tiến. Người dân các ấp khác muốn lấy nước ở khu vực này về sử dụng thì phải di chuyển một quãng đường khá xa. Bên cạnh đó, công suất lọc một ngày đêm của máy chỉ khoảng 4 mét khối nước. Bây giờ có bình nước lọc này, bà con cũng ha, mà mừng, ai cũng mừng, vui mừng hết trơn á. Xài rồi đem về uống luôn được, nấu ăn rồi uống luôn. Ngoài việc người dân chủ động trữ nước mưa để sử dụng vào mùa khô, thì việc đầu tư các hệ thống máy lọc nước công suất lớn là rất cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt nhiều năm qua ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh.
Thưa quý vị, tiếp tục với những phần tin trong nước. Từ đầu năm đến nay thì toàn quốc xảy ra 712 vụ cháy, trong đó có 335 vụ cháy nhà dân, chiếm 47,1%, và đặc biệt gần đây đã liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Và trước tình hình trên thì để tăng cường công tác phòng ngừa ngăn chặn, đồng thời kiềm chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân. Công an các địa phương tham mưu với Ủy ban Nhân dân các cấp chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với ngành điện lực, các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư, lực lượng dân phòng đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để kiểm tra nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại từng hộ gia đình, nhất là hộ gia đình để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết để tổ chức khắc phục các thiếu sót, vi phạm về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn sau kiểm tra. Tiếp tục với tin trong nước, vào ngày 15 tháng 4, thì cơ quan chức năng huyện Giang Thành, Kiên Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy rừng tại khu vực 161 ha rừng tràm, ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, đã làm thiệt hại hàng chục ha rừng tràm đã khai thác, đồng cỏ năng, cỏ bàng và những thảm thực vật bị khô. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, tại khu vực trên xảy ra cháy rừng. Sau khi phát hiện đám cháy, thì cán bộ chiến sĩ bộ phận sản xuất rọc xây thuộc Sư đoàn Bộ binh 330 tại đơn vị trực tiếp quản lý khu vực rừng đã tập trung lực lượng tại chỗ và đưa trang thiết bị phối hợp cùng với các lực lượng kiểm lâm, trung đoàn 30, công an, ban quản lý rừng cùng người dân địa phương chữa cháy. Qua đó đã huy động được 11 máy bơm cùng với lực lượng 70 người vào chữa cháy rừng. Do thời tiết nắng nóng, thực bì khô nhiều, lửa bốc cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Theo người dân tại khu vực cháy, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rác ngay tại khu vực cỏ khô dẫn đến cháy lan. Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi hàng chục hecta rừng tràm đã khai thác, đồng cỏ năng, cỏ bàng và thảm thực bì khô, không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 năm nay đã trùng với ngày thứ 6, thứ 7, nên được nghỉ bù vào thứ 2 kế tiếp. Cho nên dự kiến lượng hành khách đi lại từ Hà Nội tới các tỉnh, thành phố và ngược lại sẽ tăng cao hơn trong ngày bình thường. Kỳ nghỉ lễ kéo dài, vì vậy để đảm bảo kế hoạch phục vụ đi lại chu đáo và an toàn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí phương tiện đảm bảo về số lượng, chất lượng và người lái, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn thành phố. Bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải phải niêm yết giá cước trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng giá khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Đặc biệt nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Sở sẽ xử lý nghiêm các đơn vị vận tải vi phạm tự ý tăng giá cước, thu tiền quá quy định. Đồng thời, bến xe phối hợp với lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn cho phương tiện và người lái trước khi xe xuất bến, nghiêm cấm các hành vi chở quá tải, chở hàng hóa lẫn với hành khách, hàng hóa dễ cháy nổ, hàng lậu. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe sử dụng rượu bia, chất kích thích trong khi làm việc. Thưa quý vị, mới đây Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên Savaco vừa thông báo cấp nước hoặc nước yếu ở thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Gò Vấp để thay mới đoạn ống trên đường Nguyễn Văn Bá, đường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần này. Thời gian nước yếu hoặc cấp nước cục bộ trong khoảng 24 giờ từ 21 giờ ngày 17 tháng 4 2021, thứ bảy đến 21 giờ ngày 18 tháng 4 2021 vào chủ nhật. Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Savaco đã có phương án điều tiết nước từ mạng truyền tải, theo dõi chặt chẽ diễn biến trên mạng lưới cấp nước để điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế, đồng thời chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên mạng lưới cấp nước. Vì ham lợi mà một người đàn ông ở thành phố Hồng Ngự đã trực tiếp đưa 7 người từ Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia với số tiền trên 1 triệu đồng một người. Vụ việc vừa được Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự đưa ra xét xử hình sự ngày hôm qua 15 tháng 4. Theo cáo trạng, bị cáo tên Võ Văn Sáu, 38 tuổi, ngụ xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vụ việc xuất phát từ ý định của Võ Minh Thiện, chủ cơ sở kinh doanh tư nhân sản xuất gia công giày dép tại thành phố Hồ Chí Minh.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cơ sở rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Được một người bạn gợi ý chuyển cơ sở sang Campuchia để hoạt động kinh doanh tốt hơn, Thiện đồng ý với chi phí cho một người đi từ Việt Nam sang Campuchia là 4 triệu 200 ngàn đồng một người. Sau đó, người này liên hệ với Sáu, thuê Sáu đưa gia đình Thiện 7 người, gồm Thiện, vợ, hai con và 3 người làm thuê sang Campuchia với giá trên 1 triệu đồng một người. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2020, cả 7 người di chuyển đến chợ Cả Sách thuộc xã phường Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để Sáu đón đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, khi chuẩn bị xuống Vỏ Lãi thì bị lực lượng biên phòng Cầu Muốn phát hiện và bắt giữ. Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự tuyên phạt bị cáo Võ Văn Sáu 5 năm tù giam về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự. Thưa quý vị, trong khi Hà Nội chào hè với những bông hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi, thì tại thành phố Hồ Chí Minh dịu dàng với hàng cây hoa kèn hồng. Ở trong cái nắng bỏng rát, những bông hoa kèn hồng bung mình khoe sắc, làm cho Sài Gòn dường như trở nên thơ mộng và dịu mát hơn. Và có một điều đặc biệt của loài cây này đó là khi mùa hoa đến thì những phần cuống lá trên cây đều rụng đi và nhường chỗ cho những đóa hoa chen nhau khoe sắc. Rồi như thế thì cả một cây đều phủ đầy một sắc hồng thắm khiến cho ai nấy thì đều phải ngước nhìn. Và sau đây mời quý vị hãy cùng nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố mùa hoa kèn hồng ngay sau đây. Sài Gòn thì không có được 12 mùa hoa như ở Hà Nội, nhưng đâu đó trong năm vẫn có 2 đến 3 mùa làm trái tim người con đất Sài Thành thổn thức. Cứ vào độ cuối tháng 3, khắp các tuyến đường Sài Gòn lại được nhuộm một màu hồng đầy lãng mạn hơn thường ngày. Mấy thưa quý vị và các bạn, những ngày qua khi bật điện thoại lên lướt thì Xuân Ngọc được chiêm ngưỡng rất là nhiều những cái hình ảnh tuyệt đẹp về loài hoa kèn hồng. Quá thích thú nên là hôm nay Xuân Ngọc đã có mặt ngay tại đoạn đường Võ Văn Kiệt, khúc ngay đầu hầm Thủ Thiêm để ngắm nhìn thực tế. Tuy nhiên có lẽ là do những cái cơn mưa đầu mùa đến khá sớm nên là làm hoa rơi đi bớt phần nào. Dẫu vậy nhưng mà thật sự là khung cảnh tại đây cũng vô cùng đẹp và lãng mạn thưa quý vị. Hoa kèn hồng có xuất xứ từ châu Mỹ, còn được mọi người biết đến với cái tên gọi khác là hoa chuông hồng. Thường nở vào tháng 4 kéo dài đến tháng 6, nên cứ hễ thấy hoa nở rộ là người Sài Gòn lại biết rằng chuẩn bị đón những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Theo em cảm nhận thì nó như là một cái đặc trưng của Sài Gòn vậy. Tại vì mỗi khi tới mùa thì nó sẽ đồng loạt chỗ theo từng đoạn rất là đẹp. Các bạn trẻ thì sẽ đi chụp hình làm cho Sài Gòn của mình trở nên đẹp hơn. Thu hút tất cả các bạn trẻ đi săn nó, đi tìm kiếm nó, cũng như là những người khách nước ngoài thấy được vẻ đẹp của hoa kèn hồng nói riêng và Sài Gòn nói chung. Chụp ảnh cùng bạn bè thì em có bỏ lỡ một chút xíu, nhưng mà đường nhà của em thì nằm ở trên đường Võ Văn Kiệt á, cho nên là em có dịp là thấy mỗi ngày luôn. Nếu muốn săn kèn hồng tại Sài Gòn, bạn có thể ghé qua các tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, quận 1, Tố Hữu, quận 2, đường Võ Thị Sáu, quận 3, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Nhưng năm nay tiết trời có phần hơi nắng nóng nên hoa nở khá sớm. Hoa kèn hồng mong manh lắm nên chỉ một cơn gió lướt ngang qua hay một trận mưa rào đổ xuống là hoa sẽ rụng ngay. Nhưng có lẽ cũng chính sự xuất hiện ngắn gọn ấy lại khiến cho người Sài Gòn càng say đắm kèn hồng nhiều hơn. Độ thích chứ năm nào nó cũng đẹp lắm con, nhưng mà điều năm nay thì nó không được đẹp giống như mấy năm trước tại thời tiết á. Chứ mấy đứa nhỏ nó cũng ra nó chụp, tự cô cũng có đứa con gái á, nhất là buổi sáng, nói ngay là buổi sáng thì chụp nó đẹp hơn. Kèn hồng sớm sẽ quay trở lại với một diện mạo lung linh và sặc sỡ hơn vào những ngày gần cuối tháng 4. Những ai yêu hoa, yêu Sài Gòn hãy cùng nhau tranh thủ lưu lại những bức ảnh thật đẹp làm kỷ. Thưa quý vị, bản thân tôi sinh ra là một người con của giải đất miền Trung và gia đình cha ông tôi xưa nay thì cũng sinh sống bằng nghề khai thác trên biển. Nhưng mà xưa nay thì ông cha ta vẫn khai thác bằng kinh nghiệm vốn có, nhưng mà bây giờ thì mọi thứ phải khác hơn. Mọi người phải tiếp cận tri thức mới vừa để ứng phó với những sự cố trên biển cũng như là tuân thủ những quy định trong khai thác. Và đặc biệt là vào lúc này, nghề cá Việt Nam đang nỗ lực để gỡ bỏ thẻ vàng từ Liên minh châu Âu, càng đòi hỏi việc đào tạo ngư dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thế nhưng cái khó của người dân, người miền biển đó là không dễ dàng để mà tập trung được những ngư dân đến các lớp học. Chính vì thế cho nên là những lớp học khá linh hoạt về thời gian, về địa điểm thì là một cách làm phù hợp đối với việc đào tạo ngư dân. Nhiều năm làm nghề biển khá dày dạn sóng gió, nhưng đây là lần đầu tiên những ngư dân này đến với lớp thợ máy.
Thực ra từ lâu họ đã mong muốn được tham gia các lớp đào tạo như thế này. Nhưng ở vùng biển, ngư dân đi học thực sự là chuyện không dễ dàng. Bởi phần lớn thời gian phải ở biển, mỗi chuyến khai thác kéo dài đến cả tháng trời. Với lớp học này thì khác, thời gian học giữa hai chuyến biển, lớp học phần lớn diễn ra ngay trên tàu cá và ngay tại cảng cá. Tổ chức ví dụ như trong vòng mà một tháng thì bà con cũng bố trí cho cái lớp học và cứ con em để người ta họ đi học để cho người ta họ có bằng để theo cái chính sách cái quy định của nhà nước. Gần đây việc tổ chức các lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tại các địa phương đã được chú ý tối đa đến sự linh hoạt từ thời gian tổ chức lớp học, linh hoạt trong cách giảng dạy. Với học viên là ngư dân, cách hướng dẫn của các giảng viên từ Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản, Đại học Nha Trang cũng được điều chỉnh. Những sự cố thường xảy ra ở tàu cá được giải thích chi tiết, cùng với đó là những hướng dẫn cụ thể về cách khắc phục. Chỉ ra từng bộ phận nào mình mà thắc mắc cái gì thì mình hỏi thầy, cái nào mà mình không biết thì mình hỏi thầy. Thầy cũng chỉ ra để mình biết những cái sự cố mà lúc trước mình bị rồi á. Sự cố mà mình bị rồi á, rồi giờ mình chưa biết được cái sự cố đó thì giờ mình hỏi thầy. À, thầy giải thích cho mình là mình nhớ là để mình đi biển ra mình đó có gì trục trặc được tới cái phần đó thì mình biết là mình khắc phục liền. Linh hoạt lớp học dành cho người dân đã giúp hàng trăm học viên là người dân các tỉnh Nam Trung Bộ được cấp chứng chỉ máy trưởng, một yêu cầu bắt buộc trong các kiến nghị của Ủy ban châu Âu về thẻ vàng. Tổ chức các lớp học phù hợp với đặc thù công việc của người dân là giải pháp đầu tiên mà các tỉnh tập trung thực hiện để nâng cao trình độ lao động biển. Tất nhiên, để tổ chức được những lớp học như vậy đòi hỏi phải có sự liên kết giữa đơn vị đào tạo với chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương, bản thân các cái cơ quan quản lý chuyên ngành và thậm chí là biên phòng cũng phải có một cái nhắc nhở, có những định kỳ kiểm tra nhắc nhở đối với các chủ tàu, các thuyền trưởng, các thuyền viên để từ đấy người ta có một cái kế hoạch học tập thì nó sẽ tốt hơn. 28 tỉnh thành phố ven biển cả nước có đội tàu khai thác xa bờ trên 30.000 chiếc. Nếu người dân vẫn giữ kiểu làm nghề khai thác dựa trên kinh nghiệm mà chưa làm chủ được công nghệ khai thác, chưa nắm bắt các quy định trong khai thác thì chẳng những khai thác không hiệu quả mà xa hơn, khó đáp ứng những yêu cầu đối với nghề cá hội nhập với thế giới. Các lớp học dành cho ngư dân phù hợp với nhu cầu thực tế được cho là cách để lấp dần khoảng trống này. Thưa quý vị, vào thời điểm này ở khu vực rừng tràm, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì đang vào mùa lấy mật hay còn gọi là mùa ăn ong. Và đặc biệt là ở rừng quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau, nơi có những khu rừng tràm bạt ngàn, xanh tốt quanh năm. Từ việc quan sát và đúc kết kinh nghiệm lâu dài, người dân nơi đây đã hình thành một nghề thủ công được gọi là nghề gác kèo ong. Và mới đây thì nghề gác kèo ong tại rừng quốc gia U Minh Hạ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hãy cùng tìm hiểu về loại hình trí thức dân gian độc đáo của người dân vùng đất mũi này. Nghề gác kèo ong ra đời từ khi nào không ai nhớ rõ, chỉ biết đây là nghề truyền thống lâu đời được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở xứ rừng U Minh. Hàng năm khi hoa tràm nở rộ thì nhiều đàn ong mật bay về làm tổ. Những cư dân sống giữa rừng tràm bạt ngàn này phát hiện ra tập tính của loài ong mật là chỉ làm tổ ở những thân cây nghiêng như kèo nhà. Từ đó họ tìm hiểu, nghiên cứu rồi nghĩ ra cách làm nhà cho ong và nghề gác kèo ong ra đời như vậy. Khoảng từ tháng 2 trở đi là thời điểm chuẩn bị vào mùa gác kèo ong. Để thực hiện việc gác kèo ong, người thợ đầu tiên phải chuẩn bị bộ kèo gồm thân kèo, trụ đỡ và cây nạng. Thời gian gác kèo tốt nhất là từ lúc mặt trời mọc đến 9 giờ sáng, vì thời điểm này sẽ xác định đúng hướng mặt trời mọc. Gác kèo ong là nghề đặc trưng của vùng rừng U Minh Hạ, thể hiện rõ nét nhất những dấu ấn của các bậc tiền nhân. Nghề gác kèo ong không chỉ có giá trị kinh tế, là nguồn thu nhập nuôi sống bao gia đình, bao thế hệ, mà còn là nghề mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, có sức sống bền bỉ, gắn chặt với rừng tràm và tồn tại hàng trăm năm qua. Thưa quý vị, mật ong là một đặc sản tự nhiên có tính kháng khuẩn rất là cao và sẽ giúp chúng ta tăng sức đề kháng trong thời tiết thất thường tại thành phố Hồ Chí Minh mùa này. Và có lẽ là những thông tin thời tiết ở đầu chương trình mà phóng viên Tường Vi sẽ chia sẻ cho quý vị, và quý vị cũng đang rất là nóng lòng chờ đợi thông tin ấy, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì quý vị hãy cùng đến với những cập nhật thời tiết trực tiếp từ phóng viên Tường Vi. Xin mời Tường Vi. Xin chào anh Hoàng Đăng, chị Việt Linh và tất cả quý khán giả của Tin Sáng 30 giây. Bây giờ thì Tường Vi đã di chuyển ra ngoài để cảm nhận thời tiết và cập nhật những thông tin thời tiết trên yêu đến cho quý vị.
Quý vị thân mến, theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ hôm nay, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là do ảnh hưởng của cơn mưa chiều qua mà hiện tại thì Tường Vi cảm thấy là trời hơi mát mẻ hơn bình thường một chút. Tuy nhiên thì vẫn có nắng và hanh. Tuy nhiên thì đừng vì thế mà quý vị quên mang theo các dụng cụ bảo hộ như là dù hay là áo mưa, vì chiều tối và đêm trời có thể có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị thân mến, không chỉ có nắng nóng mà chỉ số tia cực tím tại nhiều tỉnh thành trên cả nước ta đều đang ở ngưỡng gây hại rất cao. Riêng ở Nam Bộ thì chỉ số này ở mức từ 7,5 cho đến 9,8. Để phòng tránh các tác hại từ tia UV, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân là nên mặc áo chống nắng nè, đeo kính râm bảo vệ mắt, lựa chọn chất liệu trồng kính có khả năng chống nắng, độ hấp thụ tia UV từ 99 cho đến 100% sẽ bảo vệ tốt nhất cho các vùng da xung quanh. Cùng với đó thì mọi người nên bổ sung hoa quả tươi giàu vitamin giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím. Sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời có nhiều mây. Một thông tin đặc biệt mà Tường Vi vừa mới đề cập ngay lúc đầu, đó là hiện tại bà con miền Tây của chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng và hạn hán, cũng như là xâm nhập mặn, thậm chí là đào giếng cũng không có nước, khiến cho họ chịu nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt và trồng trọt chăn nuôi. Quý vị thân mến, nếu quý vị bước về miền Tây ngay lúc này, thì hình ảnh những cánh đồng bị nứt toát, cây lúa bị khô héo và nguồn nước sinh hoạt bị thiếu hụt nghiêm trọng đã là vấn đề không còn hiếm nữa, và điều này đã khiến cho đời sống của bà con nơi đây trở nên vô cùng khó khăn. Trong đó thì huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ hạn hán và xâm nhập mặn. So với năm ngoái thì tình trạng hạn mặn ở huyện Gò Công Tây đã đỡ hơn phần nào khi người dân có sự chuẩn bị về nguồn nước sinh hoạt, trồng trọt và chăn nuôi. Hy vọng là ở những khu vực này, chính quyền địa phương cũng có những cái biện pháp triển khai để giải quyết vấn đề này, để giúp người dân thuận tiện hơn trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày nhé. Thưa quý vị, hy vọng là những thông tin mà Tường Vi vừa mới cập nhật vừa rồi đã giúp ích được cho quý vị. Chúc quý vị có một ngày mới ngập tràn niềm vui và có thật nhiều năng lượng để khởi đầu một ngày đi học, đi làm thật là hiệu quả nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại hai người dẫn chương trình và bản nền nhiệt độ ngay sau đây. Xin được cảm ơn phóng viên Tường Vi với những thông tin thời tiết rất hữu ích vừa rồi. Quý vị hãy nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo vệ sức khỏe của mình để khởi đầu một ngày mới cũng như là có một ngày cuối tuần vui vẻ quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại quý vị cùng Tin Sáng 30 giây trên FBNC.